Ủa cái này cái rau dền nó nhiều quá. Chào bạn Cao Cẩm Tiên. Dạ. Nhà xe đó hả? Thì đang mạng ở ngoài này hơi yếu thì đang ở ngoài giường. À, Cao Cẩm Tiên hỏi là đang cây gì anh Hải ơi, năng mạng yếu quá. Đúng rồi, Nguyễn Thanh Vy ơi, chị đang ở ngoài vườn cho nên mạng hơi yếu rồi, lên được rồi nè. Hello bạn Nguyễn Công Trực. Anh Hải đang làm cây gì đó anh Hải? Đang chiếc cây rau dền. Chiếc cây rau dền ra tại vì hổm gieo hơi hố tay á, nó rậm quá, mà rậm quá thì nó không có lên được á. Bây giờ phải chiết ra bớt. Cái vườn rau này mới trồng mà, mới có gieo à. Đây là rau mùng tơ, ủa rau dền. Rau muống. Đây rau dền. Còn bên kia là ngò gai, với cải. Rau muống nè. Đây là rau muống con nè. Mới gieo cái này, mới gieo được hơn tuần à. Cái này anh Hải mới gieo hơn một tuần thôi các bạn, cho nên là cây nó còn nhỏ nè. Nhưng mà anh Hải gieo hơi rậm cho nên bây giờ lại phải ngồi chiết ra. Thì mình cái này là giờ rau trồng bằng đất, nó khác cái dạng rau thủy canh ở phía trên lầu mà cách đây 2 ngày Hà livestream cho các bạn xem á, là rau trồng thủy canh tức là trồng bằng nước. Còn cái này thì mình trồng bằng đất. Đất sạch. Đất sạch. Tỉa lại hả? À, chiếc ra bớt nó dày quá đó. Dày quá không? Nó dày quá nó lớn nổi. Cái này sao chào nó không tốt à? À, tại không có phân á. Bằng đất mà đất cũ á. Đang mua phân. Đang mua phân dơi vậy. Đang mua phân dơi á. Đúng rồi. Đang mua phân dơi để chuẩn bị đổ. Bữa giờ lu bu dọn nhà quá. Đúng rồi, cái phải đãi phân dơi vô mới được. Đúng rồi, để xuống dưới lấy phân dơi đãi vô. Tại vì cái đất này á, là lâu lắm rồi, là chưa có thay đất mới á. Cái cây nhỏ là phải tưới đủ nước, không đủ nước cho ra à. Nắng á, ở trên này nắng. Nắng quá đó, cái bắt đầu đây nè, gieo cải bị cháy lá rồi nè. Mấy bà đi không có tưới đâu, đâu. Cho số lại nên ghi lộn rồi, nó gửi mail qua. Đem ghi cho. Đem ghi cho. Ai lo. Bơ hổm là trồng ở thủy canh, còn ở đây là trồng dưới cái khay. Cái này đi qua tết anh có thời gian đó, cái nào dạ. Anh bỏ anh xuống anh tự làm anh trồng cho. Trời đất ơi, nói em tự gieo tự đồ hết tất tần tật hết luôn nè. Ô cái này trời, nó dày đặc quá, cái này mai mốt có lớn quá. Quá trời, ta rải hộ có tít thôi. Định bơ hổm rải nhẹ mà sao nó nhiều quá ta. Lúc nào ba Hải rải cũng bị nhiều. Cái mùng tơi. Tại bệnh đây đâu có thiên định đâu. Tơi mà nở bông luôn trời. Cái này chắc phải nhổ lên trồng lại cái mới này. À, tâm bông ơi, Mio ngủ hết. Rồi, giờ này Mio ngủ trưa. Quá trời luôn nè. Nó dày đặc quá bây giờ. Bây giờ phải cái điện thoại anh Hải đâu mở cửa cho Lan. Ủa sao nước hồi nãy giờ chưa có ta? Trời ơi, khóa cái nước ở trên đó rồi. Đang lại khi nãy nói chuyện mình bấm cho đem bay nói chuyện. Đây là quay cái màn hình. Ôi. Đây anh đứng rồi đó. Trời ơi. Cái này đang ngoài vườn rau, nhúc nhích cái rớt sóng, nhúc nhích cái rớt sóng hoài à. À, trồng cái này thì cũng thổi mà cũng dễ chứ. Khó mấy. Cái này cũng dễ, đâu khó mấy đâu. Cái này chỉ cần có đất mua mấy bao rau thơm và trồng em. À chắc kiếm mấy bụi rau thơm thêm nữa với hẹ. Bữa nào anh đem xuống cho chậu đi, vài bữa nữa đi. Dạ. Rau húng lũi á. À húng rau húng lũi á, xin giống á. Xin giống á. Hôm đó em nói cây lá cách, mà lá cách anh sẽ dạ. Về quê. Dạ. Nói rồi hôm đó nó chưa có về được. Nó thì mua đất sạch luôn. Thôi, mua đất sạch về bỏ vô chậu này. Đất sạch bỏ vô chậu. Giờ dưới bụng bãi mấy ông kia chứ trồng lá cách hết trời. Dạ. Con này là mới gieo ngò gai vừa mới gieo cách nay chắc trời nó lên chậm lắm, ngò gai cả tuần lễ mới lên. Ngò gai cả tuần. Cải khích quá, bắt đầu cái chưa kịp chiết ra nó lớn nổi à. Có thời gian nhiều mới được.
bên rau muống thì vừa mới chiết ra rau dền, vừa mới chiết ra. Cái này sao đi bị đỏ đỏ vậy? Giờ chắc cái đó phải nhổ lên hết, con bỏ em chiết mấy cái kia ra. À. Em mới chiết ra đó. Này nhớ bỏ thôi. Bỏ đi rồi chỗ này chiết qua chỗ đi. Nãy giờ em ngồi em chiết cái mua rồi để đây luôn, tại vì có tới đây bảo dưỡng còn cần gì ra. Cũng để tại đây nè. Qua trời nó không có. Ăn đủ đất á. Nửa mình vinh ra ngoài mấy ngoài. Ngoài để đâu? Hiện tại giờ có mình để cửa nhà đó rồi sao thì qua tết. Ở đây là không đủ đất. Kinh lên đây. Rất mạng hoài à. Có người tới đây bảo dưỡng đâu phải cần vinh xuống như bãi ngoài bảo dưỡng. Cái mai á. Dạ cái mai á. Đi gần nè mấy bạn. Vô để đâu? Gần á. Cái đọc sáu của cô Hà lại nè. Nó có chậu. Chỉ có đem lên đây để. Nặng lát quá. Đây. Đây đủ nắng rồi. Mạng lát quá. Nên là có bị bị eo hoài luôn mấy bạn nói là mạng mạng trọng quá nè. Nó ở đây có trồng cây bạc hà, bữa giờ thì anh Hải đi quay phim cho nên bỏ rau. Bữa nay mới trồng lại đó. Rau thơm. Mấy cái cải nè, chết hết. Nhỏ này mỏng chết à. Cái đầu vỏ cho nó dục luôn. Đây anh dục sau lưng đây nè. Ủa này cắt hay là nhổ? Cây tắc này em bữa nhiều trái lắm mà sau này héo queo rồi. Chút xíu nó gãy qua đó. Đẹp lắm, cây mai thấy bạc là hè nè. Ủa sao ba rải mà Hải rải vô dền nhiều vậy? Đâu mà không rải nhiều không quá. Quá trời. Không sao để gần. Chiều mát mát á, em sẽ nhổ em. À, dày quá đó. Này cải tổ quá vậy. Cải mới gieo cải á. Cầm theo cái cục phát wifi mới được. Cái rau về nó không bức ăn được hả? Đúng rồi, ăn rau đó là được rồi đó. Chứ để già quá không ngon. Rau muống non nè ăn cũng được rồi nè. Thôi để anh lấy rổ vô. Này người ta ăn rồi nè. Anh lấy rổ anh cắt rau luôn đi. Thương ơi Thương, xuống hái rau không Thương? À, Linh Phan ơi, mấy bé đi học rồi, còn bé Mio thì ngủ trưa. Đó, đây là rau cải, rau bạc hà nè, rau dền. À, cây tắc là hôm bữa bữa. Mà cái cây tắc á, người ta trồng ở ngoài sau, còn trái nó xịt thuốc làm sao mà nó vàng nhanh á. Chứ ở nhà mình trồng tắc á, là trời ơi, một cái trái mà từ xanh mà cho đến thành vàng là nó mấy tháng luôn á. Ở dưới cái bãi có cây ổng bảo dưỡng người ta kìa, mà luôn ngày nó kịp tắt, ngon đẹp hết trái. Cái tắt ở trên lầu nhà em nó trái quá trời nhưng mà trái nó vàng lâu lắm. Bà Hải đấy, rõ đã cắt rau thì lâu vậy. Cái cây mai này người ta dọn thấy đẹp ghê. Dưới là chăm cái giường ở trên, cái giường thủy canh ở trên là ăn muốn bệnh luôn. Ở dưới đây gieo cỡ này ăn chắc. Mà lần nào cũng vậy á, gieo là thế nào cũng bị dày hết á. Này là bị dày. Cái này không ấy ha, cái này nó không tốt à. Tại vì không có, chưa có mua phân á. Em đang kêu đi mua phân dơ về á. Mạng Hoài nghĩ là đúng là đang ở ngoài sân á, cho nên là mạng nó không có được tốt. Ủa bà Hải đâu rồi? Bà Hải nhổ luôn á. Giờ đi cắt rau bớt để già quá ăn hết ngon. Ăn cắt rau nè. Đó. Rớt hoài mẹ. Quát phát cục wifi ngoài này luôn á chứ mà không biết sao nó yếu dữ vậy. Chào em Thủy Nguyễn. Anh Hải thì mấy bạn gọi tên anh Hải kìa. Anh Hải đang bận cắt rau rồi mấy bạn ơi. Chiều quá không hết.
ba Hải gieo là ba Hải gieo thôi mà nó mọc lẹo quá. Nghĩ là sơ gieo cái bắt đầu nó mọc. Chị Nguyễn ơi, cái này là rau nhà chị trồng chứ không. Thôi mạng lát quá rồi. Thôi bye bye cả nhà, đi ngày mai đi lấy cái cục phát wifi. Phát. Cái ra ngoài vườn mạng yếu quá. Không hiểu sao nữa. Lát quá mấy bạn coi không được. Chào Hương Sen, chào em Lan Đăng. Không dám di chuyển luôn á. Di chuyển là sợ nó rớt mạng. Đang đứng im luôn à. Đúng rồi, Hele. Mạng không biết hôm nay bị làm sao mà mạng yếu quá. Chào bạn Sáng Nguyễn nha. Thôi bye bye đi. Thôi ba Hải quay qua bye bye các bạn cái đi rồi bữa khác live stream chứ bữa nay mạng bị yếu quá rồi. Để xíu cho nó rịt rồi, Hải đi. Dạ, không có bye các bạn. Thôi để bữa nào rảnh thì chỉ cho các bạn thành phố một. Rồi ba Hải bye bye đi. Thôi bye bye các bạn nha.